tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Cơm Phủ các bạn ơi. Thì hiện tại thì bây giờ tầm 4 giờ 7 5 giờ sáng các bạn, chuẩn bị lấy cào bay các bạn ơi. Sáng trời quá trời lạnh luôn rồi, gió thổi quá trời luôn các bạn. Anh em chưa ra đông đủ nha, mới có vài người thôi nha các bạn. Đây là đang này thì đang lên nhạc, nhà em đang lên nhạc rồi đây. Anh đã dùng nước cạn thì chỉ xài lưu bã thôi chứ không có lưu thùng. Đừng có hăng nữa, thôi từ từ thôi. Hút lum hết trơn, cái đường nó giá. Thank you.
em đi luôn. Đi đâu rồi, đâu rồi? À, đứng rồi, theo anh. Anh đâu rồi, cút rồi. Cứ rút bằng nha đi rồi tôi cái này á. Lên tới đục các bạn ơi, em mà xuống mà mình chụp đục cho các bạn xem. Đi được. Nè đục các bạn. Nãy giờ giá cào mình không có quay cho các bạn, tới đục mình sẽ quay. Xung quanh này em. Sẽ đục cá nhỏ xíu các bạn ơi, nhưng mà tại cái cần ga nó bị hư nên không có được lớn ga mấy trăm ký à. Không được hả? Nè, quất này các bạn ơi. Ê. Cá quay hoài, có ai xem cho ba ơi. Nè. Đây. Gì đó? Gì đó? Cha ơi, ô. Cái cơm không ạ? Cho ngọc muối tới giả. Cái cơm không ạ? Cái chuối Thành ơi. Dạ. Thành ơi. Dạ. Căng ra đèo được luôn các bạn ơi.